Có người yêu chưa không? Em mới hỏi thiệt. Chưa. Chưa hả? Anh sinh năm, anh nhiêu tuổi rồi? 27 tuổi. 27 tuổi hả? Thiệt đúng hả? Anh ở đâu vậy? Đây nè. Việt Nam. Ở quận mấy? 6. Quận 6 hả? Anh có suy nghĩ tới chuyện lấy vợ không? Không. Ví dụ anh lấy em rồi anh sao? Có đồng ý không? Lấy em đêm thì em làm, em bán cái viên chim nuôi anh không cần để làm gì hết trơn. Ngày tối về bán gì em đưa anh hết. Chỉ cần tối là anh cho em 3 cái thôi, em hứa luôn. Thiệt, đêm 3 cái, em nói thiệt. Em thích gì đó. Trời, cỡ cái tướng của anh là chết với em đó. Thôi. Bờ lem. Trời ơi, ngon cái bộ thấy không? Tay chân còn đầy đủ rồi, trời ơi. Cái đùi ngon dễ sợ. Chị nuôi em trai sao mà khéo quá vậy? Nuôi đâu? Vậy luôn á hả? Nhà đâu? Không ở chung? Không, em mà. Em hả? Sao nhìn ngon quá vậy? Em nói thiệt, anh thích ăn lẩu Thái không? Không, thiệt, bên em bán lẩu Thái ngon lắm. Lẩu Thái Ga Lang chính hiệu luôn, em qua Thái cả tháng trời mới về, em mới học nấu lẩu được đó. Đâu mà kêu gói trang coi coi. Anh cởi khẩu trang coi đi. Làm gì trời? Anh ngại hả? Sợ hả? Anh bị gì? Bệnh. Anh F0 hả? Anh mà F0 là em xin đăng ký hai đứa mình vô thu dung luôn. Ở trong vòng 14 ngày là em có bầu luôn á. Thiệt, cởi cái tướng của anh là em có bầu chắc. Em đẻ ra trứng cút vô bị lộn không mà xưa giờ thiệt. Không có cần nuôi em chiên, em sốt me này kia cho anh ăn. Vui vẻ đi. Trời ơi, tướng tá ngon lành mà không chịu lấy vợ gì hết trơn. Lấy em đi. Thiệt, giờ anh là trai lớn em chưa có chồng, lấy nhau là được rồi, suy nghĩ gì nữa? Sao được không? Ghẹo sợ lắm, mất cỡ. Mất gì sợ? Mất cỡ. Hồi xưa đi chơi gái đâu có sợ đâu, mất mới gì nhìn em sợ. Đi chơi gái cũng chơi đùng đùng, em cũng như con gái thôi, có cái giọng em hơi con trai xíu đúng không? Tối ngủ không có nói chuyện. Chứ mà làm gì mà vô mà làm gì? Làm thôi, nói chuyện thì không thử thằng nào ngủ kế ổng rồi không nói chuyện bác. Hiểu không? Em im ru à. Má nào ghen hoài vậy? Im coi. Đó. Con em nó kêu á. Làm sao? Anh nói chịu thôi, hỏi thiệt. Không chịu hả? Bởi vì tôi nói làm BD chi không ai chịu hết trơn á, trời vậy đó. Không chịu sao ảnh nhìn em quá trời vậy? Nhìn xe cái viên chiên, nhìn cậu Năm hay gì á. Chứ mới nhìn em. Trời ơi. Rồi, cỡ này mốt em cho đi tập gym nè ha. Về cái đi bơi. Bữa trưa sáng cái em cho ăn bò. Phải không? Một cái chiều tối cái em cho đi bơi, tập gym. Có đâu mắc cỡ, giờ đi nhậu hay gì vậy? Phải không? Mua gì nhậu hả? Sao không rủ em? Nhậu đi, tối nay em với anh blem ngon lắm thiệt, chảy nước miếng thèm luôn á. Trời cái túi em ngon lắm thiệt, điện nước đầy đủ. Vô là giống như là nồi lẩu sôi sẵn mà quặm thôi. Ông không chịu rồi, má ông thở dài luôn rồi, buồn quá trời. Thiệt có buồn quá trời. Thở dài rồi. Chuyến này thôi. Không chịu rồi đó. Đau lòng quá à. Buồn thiệt. Cậu Năm ơi, ra tiếp khách đi, cậu Năm ơi buồn quá, em bị lóc quá. Buồn quá à. Ông không có bồ nhiêu tôi cũng chịu chứ không. Xào xào. Thở dài kìa. Thở dài. Không, ta rung động đó em. Không có đâu, tối giờ em chửi không đó. Em thích cái kiểu mà nắm tóc giật giật mà. Trời, ông này mà nắm tóc giật gì, ông đập đầu ông vô tường đổ máu luôn, có giỡn gì. Về em nói mày nói chuyện qua tao nhức đầu quá, ông đập đầu ông vô tường luôn đó. Thiệt, đánh em chết luôn á. Thôi rồi có quay nữa, hai vợ chồng tôi chia tay rồi. Không có hạnh phúc rồi. Trời ơi. Thôi bỏ vậy. Thôi. Ở chứ không phải là anh không chịu đâu. Em biết số phận của em rồi. Em lại giờ là em chỉ có ở không vậy thôi, em mới thiệt. Cái nào lẩu em thiêu rồi chuyến này. Buồn quá cho buồn rồi. Anh ơi mở đèn xe lên. Mê chở gái quá trời à. Đèn không mở. Chú ba đi con, ba kìa. Chú ba kìa, ba kìa. Ồ, kêu ba đi, kêu ba đi. Nó sẽ trở về đi. Ồ, bật, ai kêu nó đi cái nhà. Con này nó mê chơi lắm. Đi kìa, đi kìa, đi kìa. Nó đi kìa. Mẹ nó hả? Ồ, đi chơi thì kìa, đi thiệt. Đi thiệt. Nó mê đi chơi. Thường dễ sao.
rồi, vậy là nó mến ảnh rồi đó bà Nhi ơi. Phải, nó mê đi chơi. Mến ảnh chắc luôn rồi. Này, xuống đây, xuống đây, xuống đây. Về, 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 về. Lẹ, 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 lẹ. Biết nghe, mê đi chơi lắm. Nghe mà đi chơi cái là phóng lên đi à. Đi kìa đi không? Đi chơi kìa. Thì ảnh chuẩn bị về rồi, giờ làm sao giờ bởi Nhi? Thôi tối về nói chuyện riêng cái khúc này, giờ ảnh quạo luôn, ảnh khó chịu với em mà. Bye bye anh. Nghiêng nghiêng nè. Khỏi 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 thôi. Em lắc cái đầu qua đây nè. Khỏi khỏi. Bởi Nhi. Khỏi khỏi khỏi. Khỏi. À, không để em lấy cái hình cho anh. Em đừng lấy. Nè. Trời ơi. Không phải nó không đủ sáng. Nhìn ơi. Ờ đó. Sao kiểu đủ cứ kiểu vậy trời. Em dâm dâm tí xíu em đưa cái mặt em hất cái càm em lên cái ừ đó nè trời ơi ừ đó dâm quá mà ừ đó lắc quá ừ. Ngon nha đi mấy cha mấy cha mấy cha rồi xin chào cả nhà. Hiện tại là buổi tối Halloween tại số 15 Trần Hòa, địa chỉ cá viên chiên của Bội Nhi nha cả nhà, số 15 Trần Hòa phường 10 quận 5 đó. Lúc này thì khách tới ủng hộ cho Nhi cũng lai rai cả nhà ơi. Đó, Nhi đang soạn cái viên ở bên trong. Wow. Đây là bà ngoại nha cả nhà. Đó cả nhà, hấp dẫn chưa? Đây là cậu Năm nè, cậu Năm đang phụ Bội Nhi với ngoại chi cái viên. Rồi. Người cậu Năm chiên xong dính dầu không luôn đúng không cậu Năm? Mở không mà mở dầu đầu cái người luôn á. Đó cả nhà. Cái này đem đi hả? À đứng bếp chiên á là người lúc nào mà cũng bị dầu bám hết cả nhà. Xong là chiên cái chiên đi làm đi nha. Đó chia ra mỗi người một khâu. Đó, khi mà khách đông thì làm cho nó lẹ nha cả nhà. Chấm hả? Để nó tương đây luôn. Chấm hả? Đó, đây là phần, đây là sốt thái đúng không ngoại? Sốt nước mắm. À sốt nước mắm. Đó, đây là cái chiên sốt nước mắm nha cả nhà. Sau khi chiên xong cái viên thì cái phần sốt nước mắm này sẽ được rưới lên phía trên. Rồi, hấp dẫn thơm quá. Đó, cả nhà thấy phần sốt nước mắm mắm không? Phần sốt nước mắm rau muống đó cho vào lên trên. Wow, vừa ăn cái viên chiên có rau muống ăn giòn giòn. Rất là hấp dẫn cả nhà. Đó. Cả nhà mà thích ăn cá viên chiên, chiên nước mắm hoặc là sốt thái thì có thể ghé địa chỉ số 15 Trần Hòa, phường 10, quận 5, cá viên chiên ăn vặt Bội Nhi nha cả nhà. Lấy tương, lấy đồ chua nha. Rồi, cảm ơn cả nhà đã xem hết video nha. Đừng quên đăng ký và cũng như là bấm like và nhấn vào cái chuông để theo dõi cái AC4. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều.